Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dài rời trơn sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thánh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích thằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành tưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp noi đàng từ bi. Chúng sanh mới mê cầu đẳng trí toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin kính thỉnh sư pháp thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ. Con xin dâng mic lên ngài để ngài thử mic, rồi sau đó con sẽ đọc phần chánh kinh ngày hôm nay. Con kính chúc toàn thể đạo tràng một buổi học pháp được an vui tấn hóa. Dạ con xin kính dâng mic đến thượng tọa pháp thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính lễ ngài trí đức. Kính chào tất cả quý tôn nữ, quý phật tử. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp trong cái phần tương ưng bộ kinh. Và hôm nay thì qua cái phẩm thứ hai, cái bài thứ nhất là bệnh tóc. Và cảm ơn cô Như Quang bớt bài và mời cô Pháp Môn Lào Cai sẽ đọc cái phần chánh kinh, và sau đó sẽ nhà sư sẽ giải thích giảng giải rộng hơn để quý vị hiểu biết cái câu Phật ngôn. Và xin mời cô Pháp Môn Lào Cai. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con cảm ơn cô Như Quang cho bốt bài ạ. Dạ. Con xin đọc kinh Tương Ưng phần thứ hai, bệnh tóc. Một thời Thế Tôn ở tại Sa Quát Thí, Búp Ba Ram Á đọc tại lâu đài Mỹ Ga Tú Lộc Tử Mẫu giảng đường. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh độc cư đứng dậy và đến ngồi tại mái hiên phía cửa ngoài. Rồi vua Pase Ná Đí nước Cô Sa Lá đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Lúc bây giờ bảy vị bệnh tóc, bảy vị Ní Gan Tha, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc bộ mặc một y và bảy vị du sĩ với thân đầy lông, với móng tay dài lớn như cây lau, mang các dụng cụ khất sĩ đang đi ngang qua cách Thế Tôn không xa bao nhiêu. Rồi vua Pasenadi nước Cô Sa Lá từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào phía một bên vai, quỳ xuống bên đầu gối tay mặt, chắp tay hướng về bảy vị bệnh tóc, bảy vị Ní Gan Tha, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ ấy, và nói lên ba lần tên của mình. Thưa chư tôn, con là vua Pasenadi nước Cô Sa Lá. Rồi vua Pasenadi nước Cô Sa Lá khi bảy vị bệnh tóc, bảy vị Ni Gan Tha, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du si ấy đã đi qua không lâu, liền đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Cô Sa Lá bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có phải những tôn giả ấy là những vị A-la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán? Thưa Đại Vương, khi Đại Vương còn là cư sĩ, trong khi còn sống thọ hưởng, thưa Đại Vương, chính phải cộng chú mới biết được giới đức của một người. Phải trong một thời gian dài không thể khác được, phải có tác ý, không phải không có tác ý, phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ, các dục, bị con cái trói buộc, quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Cà Si, hay
trang sức với vòng hoa hương thơm dầu sáp, sử dụng vàng bạc. Thời đại vương thật khó biết được các vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi trên con đường hướng đến A-la-hán quả. Thưa đại vương, chính phải cộng chú mới biết được giới đức của một người, và phải trong một thời gian dài không thể khác được. Phải có tác ý, không phải không có tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa đại vương, chính phải cùng chung một nghề mới biết được sự thanh tịnh của một người. Phải trong một thời gian dài không thể khác được. Phải có tác ý, không phải khí. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa đại vương, chính trong thời gian bất hạnh mới biết được sự trung kiên của một người. Phải trong một thời gian dài không thể không khác được. Phải có tác ý, không phải không có tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa đại vương, chính phải đàm đạo mới biết được trí tuệ của một người. Và phải trong một thời gian dài không thể khác được. Phải có tác ý, không phải không tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay Bạch Thế Tôn. Khi Thế Tôn đã khéo nói như sau, thưa đại vương, khi đại vương còn là cư sĩ vân vân, không phải không với ác tuệ. Bạch Thế Tôn, có những người trinh thám này của con, những người trinh sát, sau khi đi trinh sát một nước, họ đến con. Trước hết họ báo cáo rồi con mới đúc kết. Bạch Thế Tôn, ở đây những người ấy sau khi tẩy sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và xoa dầu, sau khi chải sạch râu tóc, mặc áo vải trắng, họ được hầu hạ săn sóc và cho thọ hưởng năm dục công đức. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy mới nói lên bài kệ. Không phải do sắc tướng, biết rõ được con người, không phải nhìn thoáng qua, đặt được lòng tin cậy, dưới bộ áo đạo đức, với hình tướng tự chế, những kẻ sống buông thả, sống phây phây đời này. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh ạ, giờ con xin dâng mic đến ngài để mà ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, con xin kính dâng mic đến ngài phát thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Ca Giả. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng và chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Cảm ơn cô Như Quang rất nhiều đã bớt bài. Vậy thì trong cái phần in thì chắc có sai sót. Thì quý vị quan hỷ thông cảm. Cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai đã đọc phần chính kinh. Cảm ơn các cô rất là nhiều. Bây giờ trước khi vào cái thời giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tát Sa Pa Va Tô A Tô Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Va Tô A Tô Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Va Tô A Tô Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền ngã não, ngài đã bẻ gãy bánh xe ngồi và thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh và quyết điện của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tăng Bảo, kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Căn An chúc tất cả quý tu quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui.
tu tập tạo nhiều thiện sự trong đời sống, ứng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau thiên tai dịch quả. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Cái bài này đó, chúng ta thấy rằng đó, khi mà vua Bát Xê Na Đí đi đến Đông Phương Tự, Đông Phương Tự là cái chùa của đại tín nữ Visakha làm để dâng đến Đức Phật và Chư Tăng. Sau khi mà buổi chiều và thì Đức Thế Tôn đi kinh hành và nhà vua đi đến Đông Phương Tự, thì sau khi nhà vua đi đến thì có một cái đoàn ngoại đạo gồm có những cái vị mà những cái vị tu tập, mà những vị bệnh tóc, rồi những vị thuộc về giáo Nigantha, rồi những cái vị lõa thể, rồi những cái vị mà du sĩ và mặc bột y, thì một cái đoạn này đi ngang qua, thì vua Bát Xê Na Đí đã đảnh lễ mấy cái vị này, rồi sau khi mà mấy vị này mình đi qua rồi đó, thì vua Bát Xê Na Đí mới trở lại đảnh lễ Đức Phật và hỏi về những cái vị này có phải là A-la-hán hay không, hay là những cái vị này đang trên đường hướng đến đạo quả A-la-hán. Thì Đức Phật đã nói lên là không phải do nhìn thấy cái sắc tướng ở bên ngoài mà rồi có cái niềm tin và cho là những cái vị này là thánh nhân ở cái thế gian này, mà muốn biết được đó, muốn đi biết được một cái vị là thánh nhân hay không á, thì cần phải cộng trú với cái vị đó một thời gian rất là dài, thì trải qua cái thời gian dài như vậy đó để biết được cái sở hành, biết được những cái tác ý, những cái ứng xử trong cái đời sống, thì mới có thể biết được cái vị này phải là bậc thánh nhân hay là không phải bậc thánh nhân nha. Thế còn mà nhìn qua cái trang sức bên ngoài đó, thì không có thể biết được. Thì quý vị biết rằng người ta nói gì, quả hổ quả bì năng quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Tức là thường thường người ta vẽ con cọp á, con hổ á, thì ta vẽ cái da ở bên ngoài thôi, chứ đâu có ai mà vẽ cái bộ xương, phải không? Cho nên á là khi mà trong đời sống á, chúng ta khi mà gặp một cái người nào đó thì người ta hay nhận định qua cái hình dáng ở bên ngoài ha. Có khi những cái người dung sắc dễ nhìn, rồi có trang sức cao quý ha, đeo vàng chuỗi hột rồi hột xoàn rồi kia nọ đó, thì nghĩ cái người đó là cái người giàu có thế này thế khác, nhưng mà coi chừng chỉ là cái trang sức ở bên ngoài thôi, chứ sự thật ra là ở bên trong là không phải như vậy ha. Còn những người mà ăn mặc đó là đơn sơ giản tiện ha, rồi này kia đó, và mình nghĩ người ta là mấy người này là người coi như hạ cấp, những cái người mà bình dân rồi kia nọ đó, coi chừng ha. Có nhiều cái người đó họ giàu có nhưng mà họ không có phô trương, không có là đua đòi thế này thế khác ha. Mặc dù là những cái người mà đại gia nhưng mà họ rất là bình dân ha.
Thành ra coi chừng cái nhận định ở nhận định cái dáng dốc ở bên ngoài đó, nó không có chính xác. Thành ra chúng ta đừng có vội vàng qua cái dáng dốc bên ngoài mà rồi với những cái vị này là thánh nhân ha, rồi đặt niềm tôn kính cái vị đó này thì khác mình thực hành theo cái đường lối của người ta thì coi chừng nó bị sai lầm. Cho nên là Đức Phật đã cảnh tỉnh chúng ta phải dùng trí tuệ ha, rồi phải cộng trú, tức là phải cùng ăn cùng ở ha, cộng trú với cái người này một trong một cái thời gian rất là lâu để qua cái sinh hoạt hàng ngày, cái ứng xử hoặc là cái biểu hiện về cái trí tuệ của người này á, trong sinh hoạt rồi mình mới có thể biết được cái vị này là như thế nào ha. Thế còn nếu mà chúng ta chỉ tiếp xúc mà trên cái tính chất xã giao gặp nhau qua loa đó, rồi có nhiều khi mình nói thì nó không có chính xác ha. Cho nên là chúng ta phải có cái sự thân cận, rồi dùng trí tuệ ha, phải luôn luôn phải dùng trí tuệ để nhận định thì lúc đó nó mới chính xác. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn nói như vậy rồi đó, thì ông vua Bassena Đí ông ta mới nói rằng cái đoàn đó thật sự ra là những cái người cử đi thu thập tin tức ở các cái nước xung quanh của ông ta. Rồi sau khi mà những cái người này làm cái nhiệm vụ giống như là gián điệp đó, đi lấy tin tức ở các cái nước xung quanh đó, trở về thì sau khi mà báo cáo lại cái tình hình mà họ đã thu thập được đó, thì sao? Thì những người này sẽ được cái là tắm rửa, phục vụ ăn uống, thỏa mãn các cái dục lạc của thế gian. Quý vị thấy không? Là những cái vị đạo sĩ lõ thể rồi là thế này thế khác, nhưng mà cái người này không phải là người tu hành, mà là những cái người làm cái nhiệm vụ đi thu thập tin tức, đi quan sát nghe ngóng các cái tình hình của các cái lân quốc để mà đem về để báo với vua Bassena Đí ha. Đó cho nên là qua cái vẻ bề ngoài thì chúng ta đừng có vội vàng mà xác quyết rồi nói vị này là thánh nhân hay là ha, hoặc là qua cái dáng dấp ở bên ngoài đi xe cộ rồi trang sức bên ngoài diêm dúa, rồi mình nói cái người này là giàu có, là đại gia ha. Còn những người mà ăn mặc bình dân lè xèn thì mình cho là cái người nghèo khổ. Coi chừng chúng ta có khi bị lầm lạc ha. Thành ra quý vị thấy bây giờ cái đám mà nó đi lừa gạt lừa đảo người khác đó, thì sao? Bắt đầu nó mướn những chiếc xe tiền tỷ ha, mướn xe tiền tỷ mướn những cái biệt thự rất là to lớn ha, để gì? Để lọe biệp thiên hạ, để rồi cái bắt đầu cái nó kêu gọi đây là tôi bây giờ đang cần hùng hạp để kinh doanh bất động sản ha, tôi cần hùng hạp để mở các cái công ty thế này thế khác. Khi mà mình chỉ nhìn qua cái bề vẽ bên ngoài thấy là cái người giàu có ha, rồi cái bắt đầu mình áp nhau đầu tư vô những cái công ty ma này đó ha, thì có ngày coi chừng
là coi như tài sản mình mất hết. À, rất nhiều cái vụ án mà bị lừa đảo, lừa gạt bằng những cái chiêu trò này. À, cái vẻ bên ngoài nó hết sức là sang cả, giàu có, nhưng mà sự thật bên trong nó là rỗng tích, không có gì hết. À, đó. Thành bây giờ chúng ta phải hết sức với trí tuệ. À, thì ở trong kinh như Đức Phật nói đó, bây giờ là vàng thau lẫn lộn. À, có những đồng tiền á, đó ở bên ngoài á là nó mạ vàng, ha, nó mạ vàng, nhưng mà sự thật ở trong nó là chỉ là những cái bằng đồng bằng thau rồi nó ấy thôi, ha. Cho nên nói là chúng ta muốn biết nó là vàng thật hay không thì cần phải thử nghiệm, à, bằng cách là cắt rồi chà đốt, ha. À, trải qua nhiều cách, mà nếu mà chúng ta thấy cái đồng tiền đó nó vẫn không thay đổi, không có suy chuyển gì ha, thì mà đó mới đúng là cái đồng tiền thật. Thì trong đời sống chúng ta cũng phải như vậy. Thì quý vị biết trong cái thời kỳ Đức Phật á, cũng có những cái câu chuyện mà trong kinh kể lại. Ví dụ như cái trường hợp mà cái ông số đen đó, thì ông này á, do cái ác nghiệp từ quá khứ, ông ta là một cái vị trụ trì, nhưng mà hôm đó có một cái vị thánh nhân A-la-hán đi đến cái chùa của ông ta, thì do cái tâm ganh tị, sợ rằng là những cái người Phật tử, những người cận sự nam cận sự nữ của mình á, hầu hạ dân cúng cho cái vị này, mà không có tiếp tục mà dân cúng cho cái vị trụ trì đó, cho nên ông ta nổi cái nhiếc mắng, xúc phạm cái vị này. Rồi sáng đó thì sau khi mà cái người thí chủ mà dân cúng cái vật cho ông ta xong, rồi gửi một phần vật thực dân cúng cho cái vị tỳ kheo tăng khách, nhưng mà ông không biết vị này là A-la-hán, ông mới đem cái vật thực đó, ông đem cái đống rơm đang cháy, ông ta đem cái vật thực này bỏ vào cái đống rơm cháy đó, do cái ác nghiệp mà có lời lẽ xúc phạm, rồi không có dân cúng vật thực đến cho cái vị tăng khách, mà vị này là A-la-hán, cho nên đó là do cái nghiệp ác đó mà ông ta phải trải qua cái thời kỳ ở trong khổ cảnh rất là lâu. Rồi đến thời kỳ Đức Phật thì ông ta sanh ra. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà bà mẹ mới vừa có mang thai đó, thì tai họa luôn ập đến cái ngôi làng của ông ta, bị hỏa hoạn 7 lần, bị nước lụt cuốn trôi, mất hết tài sản nhà cửa 7 lần, rồi bị vua quan xử phạt thế này thế khác đủ thứ chuyện hết. Cho nên là cái vị trưởng làng đó bắt đầu mới nghi ngờ là trong cái làng này chắc có cái người xấu đen, cho nên bắt đầu mới gạn chia hai, từ từ thì mới gạn ra được cái là cái gia đình của ông ta. Do đó mà mới tẩn xuất đuổi cái gia đình này ra khỏi cái ngôi làng đó. Rồi ông cha cũng ngán ngẩm, cho nên ông cha cũng bỏ trốn, còn bà mẹ đó thì mang cái bào thai, bởi vì biết rằng nó khổ đến nỗi mà đi xin việc làm để kiếm miếng ăn thôi, bỏ công sức đi xin việc làm để kiếm miếng ăn sống qua ngày mà cũng không ai mướn nữa. Cho nên bà ta phải vất vả đi đặt những cái vật thực mà người ta quăng bỏ ở đống rác ở ngoài đường đó, bà ta sống qua ngày, cho đến khi mà sanh ông ta ra đó,
sanh ra ra này xong, thì bà ta mới, một khi mà ông ta mới vừa chấp chẩn biết đi rồi đó, bà ta mới đưa cho cái chén để mà đi xin ăn ha. Bà ta bỏ trốn luôn ha. Rồi ông ta bò lê lết ở ngoài đường ha. Thì cái nhóm mà đạo sĩ lõa thể thấy về tội nghiệp mới mới đem đem cái ông này về nuôi ha. Mà khi mà nhận ông ta này đem về nuôi á, thì cái sự dân cúng cũng tổn giảm một thời gian. Thì khi ông ta bắt đầu lớn lên rồi đó, thì mấy cái vị đạo sĩ lõ thủy này mới để ý, sao thấy không có chịu đi bát, rồi không có xuống tới cái trại đường cùng ăn à, mà thấy cậu thiếu niên này cứ cứ quanh quẩn thì cậu này mới nói là cậu không có dùng vật thật à. Thì bắt đầu mấy cái vị đạo sĩ lõ thể này mới rình mới biết là ban ngày thì ông ta không có ăn uống gì hết, nhưng mà đến ban đêm đó thì ông ta ra những cái hố xí à, ông ta ra những cái hố xí ông ta bóc phần ăn à, cho nên là cái nhóm đạo sĩ lõ thể này nó sợ là khi mà người ta biết được thì người ta sẽ chê cười à, cho nên mới đuổi cái ông xấu đen này à, ra khỏi cái trú xứ của các cái vị đạo sĩ lõ thể. Thì bắt đầu ông ta mới không có chỗ à, không có trú xứ nữa, giờ đâu biết đi đâu. Thì quý vị biết là hồi xưa đó thì có những cái khu mà người ta làm cái hố xí công cộng á, để cách xa tới ngôi làng đó à, để mà những cái người mà khi mà cần đi tiểu tiện đại tiện rồi đó ra cái hố xí công cộng đó. Thì cái hố xí này nó có cái tảng đá, thì phía sau người ta mới đào làm cái hố xí công cộng. Thì ông ta này mà ông này mới đi đến gần chỗ đó đó, thì ông ta đứng có một chân thôi à, đứng cái kiểu mà kêu giống như con cò vậy đó à, một chân thì đứng thẳng, một chân là co, đứng há miệng ha. Thì người ta lấy làm lạ, ông này ông nói là ông ăn gió hả, ông vậy gió ăn gió uống xương chứ không có ăn vật thực ha. Cho nên là bắt đầu người ta tưởng là bậc là thánh nhân A-la-hán này ha. Ha. Người ta đến, người ta cúng dường, nài nỉ, khóc lóc, gian sinh, là cúng dường. Rồi ông ta chỉ lấy cái cọng cỏ đó. Nếu mà dân cúng vật thực, ông ta chỉ lấy cái cọng cỏ, ông ta chấm vô cái đó rồi ông ta liếm sơ qua cái gì thôi. À, nói rồi như vậy là ta đã nhận rồi, thí chủ có phước rồi kệ nọ ha. Thì đến cái duyên lành ấy, hôm đó là Đức Phật sẽ tế độ cho ông ta, cho nên là buổi chiều đó Đức Thế Tôn đi đến đó, thì ông ta cũng tỏ vẻ ra mình cũng giống như là A-la-hán ha, cũng không có lòng tôn kính với Đức Phật, bởi vì nhiều người đến tôn kính xưng tụng ông ta là A-la-hán rồi, ông ta nghĩ mình A-la-hán rồi ha. Thì ông ta mới nói năng tỏ vẻ là như mình là một cái vị thánh nhân A-la-hán nha. Thì bắt đầu Đức Thế Tôn mới cảnh tỉnh, ông không phải là A-la-hán ha, ông chỉ là lừa gạt mọi người thôi chứ không phải là A-la-hán đó. Thì sau khi mà tỉnh là bắt đầu mới đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp thì do nhờ cái quá khứ ông ta cũng từng là cái người đã tu tập, cũng tạo trữ công đức phước báo rất là nhiều, nhưng mà do cái nghiệp duyên
mà đã xúc phạm đến cái bậc thánh nhân A La Hán, cho nên cái hậu quả khổ đau phải phải chịu đựng như vậy đó. Thì sau khi mà ông ta đắc quả rồi thì Đức Phật cho ông ta xuất gia. À, nhưng mà biết trong suốt cái cuộc đời ông ta rất là khổ, cứ mỗi lần đi bát á, mỗi lần mỗi ngày mà đi bát, nếu mà người ta mà những cái người Phật tử đặt bát cúng dường từ trên xuống dưới thì ông ta đứng ở cuối hàng, mà ta đặt thì gần tới ông ta là hết hết dịch thịt ha. Rồi có những bữa đó, ông ta đứng ở đầu hàng, ở khúc những cái vị trưởng lão phía trên ấy, thì người ta lại đặt bát từ từ dưới lên, mãi gần tới ông ta là hết dịch thịt ha. Rồi có những bữa ông ta đứng giữa thì cư sĩ là đặt bát hai đầu gần tới ông ta cũng không có, cũng không còn thật ha. Cái cuộc đời nó khổ đến vậy á, đến lúc mà xuất gia rồi mà cũng cũng phải chịu đói khát do cái quả mà cho quả mà đem cái vật thịt của người ta dân cúng mà đem bỏ vào cái đống rơm đó, đống rơm đang cháy đó. Cho đến cái ngày cuối cùng là ông ta sẽ niết bàn á, thì ngài Xá Lợi Phất ngài muốn là cho ông ta được một bữa no lòng, cái ngày cuối cùng ở trên cái thế gian này ha. Thì hôm đó đó ngài mới đi bát, đi hai bát, tại vì biết là ông đi thì không có ai mà dân cúng vật thực á, cho nên là ngài mới đi một bát xong rồi đó, ngài mới nhờ cái vị tỳ kheo đem về đưa cho ổng. Nhưng mà do cái duyên nghiệp ổng quá nặng đi, cái vị tỳ kheo này đem cái bát vật thực về mà quên, không có đưa, không có nói gì hết đó. Thì bắt đầu khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài đi bát xong á, ngài trở về ngài hỏi ông ta đã nhận được vật thực chưa, thì ông ta nói là nếu mà ngài đã có cho đó thì chắc chắn là ông ta sẽ nhận được. Thì ngài ngài Xá Lợi Phất ngài biết rồi, ngài biết cái vị tỳ kheo đem về mà quên rồi, thì lập tức ngài mới đi một lần nữa để trở về để cho ông ta mà quý vị biết không, ngài Xá Lợi Phất phải ôm cái bình bát đó rồi ông ta bóc vật thực từ trong cái bình bát ăn đó, thì được. Mà nếu mà đưa cái bát vật thực đó cho ông ta đó thì vật thực ở trong bình bát nó biến mất hết đó. Cho nên đó là ngài Xá Lợi Phất ngài phải ôm cái bình bát để cho ông ta bóc cái vật thực đó để mà thọ thực, và sau đó thì ông ta được một bữa no lắm rồi vô dương niết bàn. Quý vị thấy cái nghiệp nó khủng khiếp không đó. Nhưng mà người ta không biết, người ta nhìn cái vẻ bên ngoài, người ta cho là cái lúc mà ổng lõa thể đứng một chân ha, cái nhìn vẻ bên ngoài người ta tưởng nó là bậc thánh nhân A La Hán không ạ. Rồi một cái câu chuyện thứ hai nữa đó là ông Ba Hí Giá. Ông Ba Hí Giá thì ông Ba Hí Giá này á, trước kia là ổng là một cái người thương buôn, ông ta đi buôn bán ở trên trên thuyền á. Thì một bữa là cái chiếc thuyền nó đi ngoài biển nhưng mà bị bão sóng gió rồi kia nọ, chiếc thuyền nó bị chìm đi. Nó chìm đi thì đồ đạc tài sản nó mất hết. Rồi cái ông ta mới có cái phước, ông ta mới ôm được cái khúc gỗ trôi dạt tấp vô cái khu rừng. Đó, rồi cái bắt đầu ông ta không còn y phục nữa đó. Ông ta mới lấy cái vỏ cây á, vỏ cây bệnh lại làm y phục. Chứ không thôi bây giờ không có y phục đi ra gõ thể nha. Đó. Cho nên là ông ta mới bệnh làm cái y phục ông ta đi ra khỏi khu rừng, thì những cái người
dân á, những người bình thường á, thấy ông ta mặc y tay thì tưởng là mấy cái vị mà mấy vị đạo sĩ tu khổ hạnh mặc y bằng vỏ cây, cho nên là bắt đầu mấy dân cúng đồ đảnh lễ rồi tôn kính rồi kia nọ ha, giống như là bậc A La Hán vậy đó. Vì một cái bắt đầu cái tâm cống cao ngã mạn, ông ta cũng nghĩ mình là A La Hán rồi ha. Thì một cái bữa đó cái vị chư thiên này đó là cái người bạn đồng đạo, cũng là một cái vị tỳ kheo trong thời kỳ quá khứ, thì những cái vị này cùng tu tập với nhau, nhưng mà do cái duyên nghiệp cái vị này bây giờ sanh ở cõi trời làm chư thiên, còn cái ông này thì sanh chúng như cõi nhân loại. Thì cái vị chư thiên này mới đến mới nhắc nhở cho ông, nói ông chưa phải là bậc A La Hán đâu. Bây giờ ông muốn trở thành bậc A La Hán thì ông phải đi đến đảnh lễ Đức Phật Gotama, rồi ngài sẽ chỉ dạy cho ông các cái pháp để trở thành bậc A La Hán. Thì ông nghe như vậy đó, ông mừng quá, coi như ông nhất quyết là đi mà không ngừng nghỉ, không ăn không uống gì hết, tại vì cái tâm là nôn nóng mà. Đó. Thì đi quyết liệt như vậy thì đến cái kinh thành, thì sáng hôm đó thì Đức Phật đã đi vào kinh thành để trị bệnh khắp thật rồi. Mà thường thường á, mà khi mà đang đi trị bệnh khắp thật á, thì Đức Phật sẽ không có nói pháp, cho nên là lúc mà ông hay tin ông chạy đến Đức Phật đang đi trị bệnh khắp thật, ông đảnh lễ ông hỏi pháp, nhưng mà Đức Phật lúc đầu không có nói, nhưng mà Đức Phật quán xét ông này cái cận tử nghiệp sắp đến, nếu mà không nói cho ông biết thì ông sẽ bỏ mạng mà không có đạt đến thánh đạo thánh quả. Cho nên quán sát cái trí tuệ ông ta đã từng tu tập trong quá khứ rồi đó, thì Đức Phật chỉ dạy ngắn gọn thôi: này Ba Hí Giá, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chạm chỉ có xúc chạm. Chỉ ba câu ngắn gọn thôi, nhưng mà cái thời kỳ tiền thân ông ta tu tập, ông ta cũng đã từng tu tập thiền tuệ, cho nên ông ta nghe vừa xong, ta vô ngồi cạnh cái gốc cây triển khai tuệ quán lên, và do cái duyên nghiệp nó đầy đủ cho nên chúng ta chứng đắc quả vị A La Hán. Thì vừa chứng đắc quả vị A La Hán thì ông ta bị bỏ chết, ông ta nằm chết như bên đó. Sau khi mà Đức Thế Tôn đi trị bệnh thì thấy cái xác ông ta đã nằm bên đường rồi, thì mấy Đức Thế Tôn mới nói mấy vị tỳ kheo: thôi hãy đem cái xác ông này để mà cử hành cái lễ an táng cho ông. Thì mấy vị này mới hỏi gì chứ, coi như xử sự với cái xác của cái vị này như thế nào. Thì Đức Thế Tôn mới nói là giống như các cái vật mà thánh tư lậu, tức là làm lễ giống như cái vị thánh A La Hán. Thì mấy vị này mới ngạc nhiên: ủa, cái ông này là ngoại đạo mà, ngoại đạo ông mặc y vỏ cây mà, tại sao mà A La Hán được? Thì Đức Phật mới nói cái duyên nghiệp, cái câu chuyện từ quá khứ, cái cuộc đời của ông đó, để mấy vị này biết là ông ta sau khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp, ông ta đã chứng đắc A La Hán rồi trước khi ông ta chết. Cho nên là có khi đừng có nhìn cái vẻ bên ngoài mà rồi cho vị này là thánh hay là không phải là thánh, mà có khi nhìn cái vẻ bên ngoài những người này là ăn bận
cái trang sức là bà của người người đời, nhưng mà những cái vị này đã chứng đắc A La Hán rồi không chừng. Cho nên á, chúng ta đừng có bao giờ vội vàng nhận định con người qua cái vẻ bên ngoài, mà nếu muốn xác quyết là một cái người này đó thì cần phải cộng trú một thời gian dài, rồi phải dùng trí tuệ để mà quan sát xem xét cái người này trong cái đời sống, trong cái ứng xử, trong mọi vấn đề mà xảy ra hàng ngày đó, thì qua đó mới mới biết được là cái người này là thánh nhân hay là phàm phu. Chứ còn mà cái vẻ bên ngoài thì nó không có thể mà nói lên cái được cái nội tâm bên trong của cái vị này. Mà bây giờ quý vị thấy rằng bây giờ cái thời này thì quý vị thấy rất rất là nhiều họ mặc mặc y nam tông có, y khất sĩ có, rồi là áo tràng của bên Bắc Triền cũng có, họ đi quyên góp, họ nói là về về để xây chùa, họ đi bán nhang, đủ thứ chuyện hết, đi quyên góp cái nuôi trẻ mồ côi rồi đủ chuyện ha. Nhưng mà coi chừng coi chừng những cái người này đó bây giờ đa phần họ lợi dụng cái lòng từ bi, cái tâm mà bố thí để họ lừa gạt. Mà nếu mà chúng ta không biết, chúng ta làm những cái chuyện đó thì nó sẽ đem đến không có cái công đức, không có cái quả báo gì hết. Cho nên là cái tài sản chúng ta phải biết làm cho nó phát sanh cái phước báo. Thế còn nếu mà những cái người mà dùng những cái chiêu trò rồi cái tâm từ bi của mình mà thiếu trí tuệ thì chúng ta sẽ làm những cái việc hoài công vô ích, không có đem đến cái lợi ích phước báo, hoặc là mình tin tưởng một cách mù quáng. Mình thấy những cái người này đó họ có vẻ là bề ngoài như thế này thế kia, tu khổ hạnh thế này thế khác, rồi mình mù quáng, mình tin theo thì mình sẽ bị lầm lạc, sai lầm. Có rất nhiều những cái giáo phái, những cái ông đạo sĩ, ông đạo nước lạnh, rồi ông đạo nằm gì đó tỏ vẻ ra giống như là Phật sống vậy đó. Người ta nghe kể lại cái ông đó đó, ông tự xưng ông là Phật sống. Quý vị biết là người ta cung phụng ông rồi đến nỗi mà người ta là mồ hôi mùa nắng mồ hôi ổng chảy ra đó, người ta lấy cái khăn ta lau rồi ta dắt, ta lấy cái nước đó ta bỏ vô chai để ta uống. Thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài, có đặt cái niềm tin sai lệch mù quáng, lệch lạc, thì sẽ đem đến cái tai hại. Mà cái tà kiến mê lầm này thì nó sẽ còn dẫn dắt chúng ta trôi lăn rất nhiều đời nhiều kiếp trong cái vòng quay sinh tử luân hồi. Cho nên là Đức Phật đã dạy rồi, nghe một điều gì, thấy một điều gì, đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ, mà phải tra cứu, so sánh với kinh, so sánh với luật, chúng ta mới tin. Và muốn xác quyết cái hạnh của một người nào đó đó thì cần phải cộng trú với người này một thời gian dài, thì lúc đó đó
chúng ta dùng trí tuệ quan sát, xem xét qua cái cách ứng xử trong cái sinh hoạt, trong đời sống hàng ngày đó, thì lúc đó đó chúng ta mới biết được cái vị này như thế nào. Chứ còn đừng bao giờ mà mê lầm qua cái vẻ bề ngoài rồi cho là cái vị này là thánh nhân, hay là cho vị này là những cái người phàm nhân bình thường ha. Rồi chúng ta bỏ qua những cái dịp mà để nghe bậc thiện tri thức đã giảng dạy, mà đi theo những cái kẻ mà lừa gạt, lừa dối, sống cuộc đời không có chân thật, thì đó là cái lời dạy của Đức Phật trong cái cầu bệnh tóc. Thì cũng xin giải thích chia sẻ như quý vị đôi điều. Và với phước báo này kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, cầu mong các ngài Pháp Thể Căn An cũng kính dâng phước báo đến các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân của tôi, cũng như tất cả các bậc hữu ân của quý vị. Cầu mong các vị ấy tái sanh đến những cảnh giới an vui. Cầu mong phước báo này chư thiên quan hỷ phước báo. Cầu mong tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo trữ được nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi thiên cái tai dịch quả. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay, để trong đời sống chúng ta có một cái nhìn rõ ràng, thấu đáo, đúng theo chân lý, và chúng ta đặt một cái niềm tin đúng đắn, đúng chánh pháp, sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp trong đời sống hiện tại, tránh đi những cái mê lầm, lệch lạc, tà kiến sẽ gây khổ đau cho chúng ta trong những kiếp sống tương lai. Bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú ạ. Chúng con xin kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã giảng bài chính kệ hôm nay để chúng con có được sự an vui lợi ích dài lâu ạ. Dạ, giờ đây con xin kính thỉnh bàn tay của đạo tràng. Đạo tràng có câu hỏi gì về đề tài ngày hôm nay thì xin mời giơ tay để mà sư chia sẻ thêm cho thêm sự hiểu biết. Dạ, con xin phép được nâng mic trên đạo tràng. Dạ, kính bạch sư, cho con xin được đặt một câu hỏi trước để mà chờ bàn tay của đạo tràng. Dạ, kính thưa sư, khi mà con thường được nghe là nếu mà mình muốn học của một vị học pháp của một vị nào đó thì mình phải hoàn toàn tuyệt đối tin vào vị đó, và mình sẽ phải không có một chút nghi ngờ gì đối với vị đó thì mình mới học được. Thì ví dụ như là chúng con, ví dụ như con đi thì chưa hiểu gì về hành thiền chẳng hạn, mà nếu như mà có một vị nào đó mà nói về là ta sẽ dạy thiền cho đó, thì nếu như mà đôi khi thì vị đó thì cũng đã từng qua những cái trường thiền rồi, nhưng mà cái
sự thuần thục của vị đó thì chưa được thuần thục. Thì nếu như mà chúng con mà không có biết thì vị dạy có thể là có thể có cái sai lệch á, thưa sư. Nhưng mà mình đối với chúng con ấy thì bảo sao thì biết như vậy thôi, cũng không có biết là vị đó dạy đúng hay dạy sai á, thưa sư. Đó thì mình mới có thể học được. Thế nhưng mà khi mà có cái niềm tin như vậy mà nhất là bây giờ chúng con lại học như kiểu không được tiếp xúc gần mà phải học qua online đó, thưa sư, thì mình làm sao mà có thể có cái trải nghiệm đó để mà mình biết được rằng là mình có nên tin tuyệt đối vào vị đó hay không để mà học hay là thế nào. Thì con xin sư cho con xin được một chút sự tư vấn và sự chia sẻ của sư về kinh nghiệm là mình học thì mình nên như thế nào, và mình có những nhận xét ra sao để cho nó mình không bị ví dụ như vị đó có chẳng hạn á, thưa sư. Thì nếu mà mình mà có một chút cái sự hiểu biết hay sự chánh kiến gì đó để mà cho mình không bị rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy, thì con mong sư chia sẻ thêm cho con cái vấn đề này ạ. Con xin kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Ma Giả, Nam mô Sang Ca Giả. Thì mình phải học hỏi, mình phải học hỏi, giống như những bài kinh đó, Đức Phật dạy về cái bài kinh về pháp kính đó, ha. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng trong cái y học á, cái kỹ thuật về y khoa bây giờ á, nó phải tiến bộ, ha, là phải có những cái kính hiển vi rất là mạnh, mới thấy được, khám phá, mới quan sát, mới thấy được, phân loại được các cái virus nó gây bệnh, nó thuộc chủng loại nào, nó như thế nào, rồi đó là cái quá trình nó gây bệnh như thế nào, rồi những cái chất liệu nào đó thì có thể kháng được trị được cái độc tính của cái loại virus này, ha. Đó thì ở trong đời sống của chúng ta đó cũng phải vậy. Khi mà chúng ta muốn biết được đó, cái vị này có cái sở hành đúng chân chánh theo kinh hay không, thì chúng ta phải ghi nhận, rồi chúng ta so sánh trước khi mà mình đặt niềm tin, không? Ví dụ như bây giờ một cái vị nào mà ta nói ta là thiền sư, ta thiền sư, thì mình đến mình thực tập thử một vài ngày, rồi qua cái cách hướng dẫn rồi đó, rồi mình lại trong kinh coi cái đường hướng của cái vị này đó, thực hành như vậy có đúng cái đường lối của Đức Phật dạy hay không, có đúng trong cái tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp hay không, rồi có hướng đến cái con đường giải thoát hay không, hay là họ chỉ là hướng mình đến những cái cảnh giới chư thiên rồi thế này thế khác. Bây giờ cũng có nhiều cái trường phái, nhiều cái tự xưng là những cái tôn giáo, những cái giáo phái thế này thế khác, những cái vị giáo chủ mới bây giờ quý vị thấy rằng rất rất nhiều, chỉ cần có qua lo một số kiến thức rồi bắt đầu là lập ra một cái giáo phái này giáo phái nọ, tự xưng mình là giáo chủ rồi kia nọ, ha. Mà bây giờ mà nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì sẽ dễ bị dẫn dắt lầm lạc,
đó, cái trường hợp mà xảy ra ở ở bên Mỹ cái năm mà 2000 gì đó. À, những cái người mà đi theo cái giáo phái này đó là những người mà cũng có học vị, học vị, có địa vị ở trong cái xã hội, chứ không phải là cái người mà kém văn hóa. À, nhưng mà vì cái thiếu trí tuệ, à, mặc dù cái học vị đó thì nó cao, nhưng mà cái trí tuệ ở trong tôn giáo, trong đạo pháp thì những người này không biết tầm lạc, cho nên á, bị cái ông giáo chủ đó ông dẫn dắt, ông nói là cái năm 2000 đó là cái quả đất nó đi gần đến cái chỗ để mà đến thượng đế, cho nên là kêu những cái người mà tín đồ đó ha, hiến hết tài sản cho giáo hội, cho ông ta đó, à, bị ông ta là giáo chủ mà ha, hiến hết tài sản rồi á, đúng cái ngày mà 31 tây tháng 12 của năm năm 1999 á, là cả gia đình, à, vợ con rồi đó, uống thuốc độc tự sát, à, thì những người này sẽ về với thượng đế ha, để tài sản hiến hết lại cho ông ta, vì thấy cái niềm tin nó rất là lệch lạc ha. Rồi những người mà tin một cách mù quáng, họ họ làm theo, à, tài sản di chúc hiến lại hết cho ông ta, rồi cả nhà cùng uống thuốc độc tự sát để mà lên thiên đàng về với thượng đế. À, cho nên á chúng ta, cái vấn đề mà chúng ta trước khi chúng ta đặt niềm tin á, ta phải quan sát thật là kỹ, à, rồi với trí tuệ chúng ta phải hiểu biết, tìm hiểu cặn kẽ, à, chứ nếu mà chúng ta dễ dàng đặt niềm tin, à, rồi chúng ta đem đến những cái hậu quả khổ đau, à, mà không phải cái tà kiến mê lầm nó sẽ dẫn dắt chúng ta rơi vào cái khổ cảnh trong nhiều kiếp chứ không phải là một kiếp. Cho nên á, là trong cái đời sống này đó, khi mà chúng ta muốn xác quyết, muốn đặt niềm tin vào một cái tôn giáo nào, một cái vị giáo chủ nào, à, một cái vị sư nào, một vị thiền sư nào đó, thì phải hết sức là cẩn thận. À, ta nói là sai một ly, đi một dặm. Còn nếu mà trong cái phương pháp tu tập, à, mà chúng ta sai một ly thì chúng ta rơi vào vòng quay sanh tử luân hồi, à, khổ cảnh không biết là bao nhiêu kiếp mà nói, à, cho nên là quý vị phải hết sức là cẩn thận, à, khi mà chúng ta, à, đặt cái niềm tin, à, à, chúng ta đi theo một cái phương pháp, một cái đường lối thực hành nào, à, chúng ta cần phải xem xét, à, so sánh với kinh, so sánh với luật, à, những cái bài kinh, những cái lời dạy của Đức Phật, để mà dựa vào đó, à, để chúng ta, à, thấy được cái đường hướng, cái phương pháp tu tập nó có đem đến cái sự giải thoát, à, hay không. Chứ còn không phải là chúng ta dễ dàng lập và đặt cái niềm tin, à, khi mà nghe người ta tôn xưng, à, cái vị này thế kia, à, vị này có kinh nghiệm, à, vị này là thánh nhân, à, vị này là, à, nhập những cái tầng thiền như thế này thế khác, rồi mình dội vàng, à, mình chạy theo, à, mình xu hướng theo để mà mình thực hành, à, thì nó sẽ đem đến những cái tai hại rất là nhiều, ha. Cho nên á, luôn luôn là chúng ta phải, à, lấy những cái tiêu chuẩn, à, mà Đức Phật đã dạy, tức là khi mà những cái phương pháp thực hành này đem đến những cái lợi ích, à, những cái an vui trong đời sống hiện tại,
đem đến cái sự xả ly, không dính mắc bất cứ một cái điều gì, không có phải là những cái giới cấm thủ mà cầu khấn gian sinh, rồi dung bồi những cái trí tuệ chúng ta thực hành để đem đến cái sự an lạc trong đời sống hiện tại và hướng đến cái con đường giải thoát. Chứ không phải thực hành để cầu mong là được tái sanh lên cõi này cõi khác, dính mắc vào cái các cái vật cảnh giới cực lạc như thế này thế kia. Thành ra đó, chúng ta phải xem xét rồi phải suy tư, phải dựa theo cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta xác lập, chúng ta đặt cái niềm tin một cách chân chánh để đi đến sự thực hành đem đến sự lợi ích tốt đẹp. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Pháp Ngôn Lào Cai và chúc cô có trí tuệ để mà xem xét xác lập những cái niềm tin chính xác đúng đắn để đem đến cái lợi ích. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, sa thứ vâng kính tri ân sư ạ. Bởi vì là khi mà như mà chúng con học vi diệu pháp ấy, thưa sư, thì chúng con biết rằng là khi mà những vị mà đắc từ sơ đạo đến tứ đạo, có nghĩa là đắc quả thánh, thì những cái cảnh thì những cái tâm siêu thế đó, thưa sư, thì mới biết được cảnh niết bàn thôi. Đó, nhưng mà ví dụ như nhiều người cứ thấy nói là ta mê lễ như kiểu dễ mê nhiều cái nói cứ như là mình đã thấy niết bàn rồi á, thưa sư, thì con đấy, nếu như mình học vi diệu pháp thì biết là biết trải qua biết bao nhiêu là sự tu tập, sự học hỏi rồi thì ba la mật ở đấy rất là nhiều, thì khi đó mà từ cái chiến tiến độ như là những cái lộ trình tâm đắc đạo, thưa sư, thì có rất là nhiều những cái chặng rồi thì chuyển từ phàm sang thánh đó, thì mới có thể khi mà đắc đạo rồi thì mình mới khi đắc đạo rồi thì vị đó mới thấy được cảnh niết bàn, chứ mình làm sao mà có thể thấy được. Nhưng mà con thấy nhiều người cứ nói cứ dạng niết bàn ngay đây mới cả, thì tự nhiên là con mới lại cứ bảo là cứ khi mà ta thấy nó có sự rỗng lặng thì đó là niết bàn này kia, thì thật sự là cái niết bàn ở đây mình là người phàm thì mình không thể biết được chứng ngộ được những cái đấy mà để nói. Thì khi nói như vậy thì con thấy nói như vậy thì đó có phải là một sự lệch lạc không, thưa sư? Bởi vì con nghĩ rằng nếu như mà những cái vị mà biết được cảnh niết bàn như vậy thì sẽ phải là cái những cái tâm siêu thế rồi, có nghĩa là các vị phải là đặt thánh rồi thì mới như thế. Mà khi mà con được biết là nếu mà là một vị thánh thì người ta không bao giờ nói những cái điều như kiểu là khoe khoang á, để mà biết rằng là mình biết mình thấy được niết bàn hay này kia đó. Thì nếu mà có những người ta cứ nói như vậy thì có phải là họ cũng như là bị ảo tưởng như là ngài Bahiya hay là những cái vị tu tập Bà La Môn này không, thưa sư? Bởi vì nếu như mà con học vi diệu pháp thì con thấy được là nếu như mà không phải đơn giản mà chuyển phàm sang thánh rồi để mà thấy được cái cảnh niết bàn như vậy đó, con mong sư chia sẻ thêm cho con về cái phần này ạ. Dạ, con xin phép được dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thùng, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thật sự ra đó, trong luật Đức Phật cấm vấn đề mà khoe pháp bậc cao nhân. Dù bây giờ cho mình có chứng đắc cái điều gì á, thánh đạo thánh quả gì đó, thì mình biết thôi. Chứ mình không có đem ra mình khoe khoang ở bên ngoài đâu. Đó. Cho nên là coi chừng.
coi chừng những cái vị mà tự khoe mình đắc cái này, đắc cái khác, đắc cái nọ, đắc cái kia đó, coi chừng. Là một cái thứ hai nữa đó, là chúng ta phải dùng trí tuệ, dùng trí tuệ xem xét cái các cái vị này, giống như trong bài kinh đó. Bây giờ á, nếu mà nói vị này đã đắc sơ đạo sơ quả thì mình nhìn xem trong cái đời sống cái vị này á là còn ba cái không: thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Trong đời sống cái vị này có đặt trọn cái niềm tin nơi Tam Bảo hay không, có đi đúng chân chánh trên cái con đường giải thoát giới định tuệ không, hay là người này còn bảo thủ về cái thân kiến thế này thế khác. Nó có nhiều cái để mà chúng ta so sánh để tìm biết được, thấy không? Ví dụ như bây giờ một cái người mà đưa ra một cái viên đá, gọi là cái này là cái viên ngọc, thấy không? Cái này là viên kim cương, thấy không? Cái người mà bình thường á thì có thể lầm lạc, người ta tin được. Nhưng mà cái người mà thợ đó, những người thợ ngọc, thợ kim cương rồi kia nọ đó, người ta phải dựa trên những cái tiêu chuẩn nào, nó phải như thế nào đó, nó mới là viên ngọc, nó phải như thế nào đó thì nó là cái viên kim cương đó. Chứ phải thấy cái màu sắc nó óng ánh, nó đẹp vậy rồi cái nói ở cái này là viên ngọc, đâu phải vậy ha. Đó, thành ra chúng ta phải biết mà đạo quả không phải là những cái mà dễ dàng để mà đem ra mà khoe khoang trình bày với cho người khác biết. Đó rồi, một cái nữa là gì, là có nhiều người cũng khi mà tu tập đó có được những cái ấn chứng. Những cái ấn chứng này đó là họ lầm tưởng, họ lầm tưởng là họ đã đạt đạo quả rồi. Thí dụ như khi cái tâm mà đạt đến cái trạng thái cận định, có nhiều khi mình thấy thấy ánh sáng ha, thấy ánh sáng, rồi những cái trạng thái mà hỷ lạc nó phát sanh. Kia nọ rồi á, cái tâm của mình, cái tâm vọng móng, cái nó cứ nghĩ là mình đã đạt đến đạo quả thế này thế khác rồi, lầm tưởng là mình đã chứng đắc niết bàn thế này thế kia rồi, cái gọi là mà chấp thủ về cái tri kiến, thấy không? Lúc đó cái tâm phiền não nó sanh khởi mà, thấy không? Rồi cái đạt được những cái sở đắc sở kiến, rồi cái bắt đầu mình dính mắt, mình bám níu, mình chấp thủ vào đó, cho là mình đắc cái này đắc cái khác. Thì sư cũng gặp nhiều trường hợp rồi, tự khoe mình là cho là mình đã đắc đạo rồi, đạt niết bàn rồi, có hào quang rồi thế này thế khác, đủ thứ hết. Thành ra là phải rất là tai hại khi mà ấy. Rồi sao những người này họ còn tuyên bố, họ nói là họ còn hay hơn Đức Phật nè. Họ nói bây giờ theo họ học, họ chỉ dẫn nha, trong vòng 7 ngày đắc quả liền, trong vòng 7 ngày đắc quả liền. Thành ra nếu mà chúng ta mà nghe lầm lạc coi chừng nha. Tại vì cái vấn đề mà đắc quả nó không phải dễ dàng vậy đâu, nó đòi hỏi rất nhiều cái điều kiện, thấy không? Bây giờ có tạo trữ các cái pháp độ ba la mật đầy đủ chưa? Đó, nó là cái nền tảng đó. Rồi dung bồi những cái kinh nghiệm,
những cái pháp hành, những cái kinh nghiệm trong pháp hành đầy đủ mạnh mẽ chưa, à, dung bồi cái trí tuệ mạnh mẽ chưa. Đâu phải mà cái đạo quả giống như là những món đồ mà dễ dàng bán ngoài chợ đâu. Mà những cái người mà thánh nhân á, người ta đắc, người ta không có bao giờ ra nói. Chứ không phải như mấy người sơn đông mãi giỏ mà đi ra ngoài chợ bán ba cái thuốc cao đơn quần tán mà hô hào này kia cái nọ. Thành ra chúng ta phải dùng trí tuệ, thấy không? À, dùng trí tuệ thân cận, gần gũi, tìm hiểu, à, chúng ta mới biết được. Chứ còn mà những cái người mà cua chiên giống trống đồ này kia cái nọ đó thì sư không dám nói gì hết. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, à, quan sát, phải tìm hiểu thật kỹ, à, theo cái lời dạy của Đức, à, đó thì chúng ta mới có thể kết luận, à, và có thể đặt niềm tin hay không là, à, phải đòi hỏi một cái quá trình theo dõi thân cận, à, lâu dài thì mới biết được. Thì xin giải thích chia sẻ với cô Pháp Nguồn Lào Cai, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thứ chúng con xin kính tri ân sư ạ. Chính vì thế mà chúng con được học hàng ngày, được nghe pháp hàng ngày, được tiếp cận với các quý sư, cho nên là chúng con cũng có được rất nhiều cái sự hiểu biết đấy thưa sư, cho nên là mới lại được học thêm những cái pháp học đó, thì mới hiểu được rằng là những vị mà thánh thì những vị sẽ phải trải qua những cái gì, bao nhiêu những cái vất vả, rồi những cái ba la mật, những cái sự tu tập của một vị thánh như vậy. Chứ còn nếu như mà một vị cứ nói đơn giản quá, niết bàn cái này kia là tự là chúng con có sự suy tư, có sự suy nghĩ thì sẽ không bị như kiểu là bị lôi cuốn bởi vị đó nói. Đó, cho nên là con rất là tri ân sư ạ, và con cũng có rút được ra những cái kinh nghiệm của mình á, kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Đã con xin được kính mời bàn tay của đạo tràng, đã con xin được xuống mic, dâng mic lên đạo tràng ạ. Dạ luôn, dạ con xin kính chào sư Pháp Thành, quý sư và toàn thể đạo tràng. Con cho con câu hỏi là hiện nay thì con thấy tình trạng là một số vị mà đi khất thực mặc áo nam tông cũng rất nhiều, và cho con biết là có thể một phương pháp bên ngoài nào mà để mình có thể đánh giá một cách tương đối là đúng, là vị đó là đúng với pháp khất thực không ạ? Tại vì nếu mình nhiều lúc mình đi đường ngang mình gặp một vị, lúc trong con nghĩ là có sự phân vân không biết người này thật hay giả. Nếu mà giả thì mình cúng dường thì họ đem cái phẩm cúng dường, cái số vật phẩm cúng dường đó mà yêu sẽ biết mình có tổn phước hay không. Nếu cũng đúng thì không nói gì. Dạ sư cho con biết một số ý kiến như vậy.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì bây giờ nó có những cái tiêu chuẩn của một cái vị tỳ kheo, theo như trong kinh, trong luật Đức Phật á, cho phép cái vị tỳ kheo này đi vào làng khất thực. Thì ở đây là nếu đúng trong luật đó, thì chỉ nhận những cái sự dân cúng về vật thực, thức ăn thôi, nha. Đó, chứ không có mà trong luật là cấm, không có cho đi vào trong chợ thế này thế kia, những cái chỗ mà người ta buôn bán rồi đó, là cái vị mà đi đi thất thực là không có được đi, ha. Rồi không có nhận ra ba cái tiền bạc này cái nọ đó, ha. Còn bây giờ đó là cái số mà là giả đó, thì họ chỉ nhận tiền thôi. Chứ còn mà mình cúng, mình đem mình để mà bánh trái rồi họ không nhận đâu, ha. Thì mình biết liền thôi. Đó, tại vì mà cái vị tỳ khưu á, theo đúng trong luật thì đi bác đó, chỉ nhận bánh trái xôi bắp gì đó thôi, khoai rồi cái nọ đó, những cái gì mà ăn được đó thì người ta sẽ nhận. Còn không có kêu ba mà người, cái người mà thí chủ cúng dường tiền cho nó dễ, là cái đám đó là cái những cái số đó là không có đúng rồi nè, ha. Cho nên mình phải phân biệt. Rồi á, cái gì mà tỳ kheo đi á, đi bác nhận cái sự cúng dường vật thực á, là không có quá 11, 12 giờ. Còn cái số mà giả dạng, nó đi từ sáng cho tới chiều luôn. Mà tới mà 1, 2 giờ mà còn đi vòng quanh ở các con phố, đi trong chợ rồi cái nữa, là cái số đó là chắc chắn là giả dạng rồi, ha. Thành ra mình phải hiểu biết như vậy. Còn á, khi mà mình dâng cúng thì giống như mình gieo cái hạt giống vô trong những cái thửa đất vậy đó. Ví dụ như mình gieo ở cái hạt giống vô những cái thửa đất mà nó màu mỡ, ha, thì cái hạt giống nó sẽ nảy mầm, nó cho quả tốt đẹp, ha. Còn bây giờ mình đem lên cái sân xi măng, sỏi đá rồi không, mình gieo thì làm sao mà cái hạt giống mà nó lên mà nó cho quả được, ha. Thì cũng vậy, ví dụ mình dâng cúng đến những cái vị mà có giới hạnh, tu hành chân chánh, thì nó sẽ đem đến cái kết quả lợi ích phước báo, ha. Còn nếu mà mình cúng, mình bố thí cho những cái người mà không có giới hạnh á, thì nó đâu có đem đến cái phước báo gì, hả? Cái tụi mà giả dạng á, quý vị biết là có một lần công an họ đi truy lùng ở những cái nhà trọ mà ở gần ga Bình Triệu đó, ha, là cái số mà giả dạng đó, nó tập trung, nó mướn những cái phòng trọ, nhà trọ ở xung quanh. Rồi á, bằng sáng ra đó, là bắt đầu nó đi mướn đồ, có những cái dịch vụ nó cho mướn hết á, mướn y bác của mấy ông sư Nam Tông cũng có, y bác của sư mấy ông sư Khất Sĩ cũng có, rồi đồ đạc màu lam, màu nâu rồi của mấy cái vị mà bên Bắc truyền cũng có luôn, ha, đầy đủ hết. Giờ bây giờ là nó làm dịch vụ mà, rồi mấy người này họ mướn họ đi trong ngày đó là bao nhiêu rồi đó, rồi chiều bắt đầu về nó trả lại, rồi sao là nhậu nhẹt, là cờ bạc rồi cái khu đó, thì lúc đó là công an nó cũng truy xét, rồi bắt đầu là ra lệnh là cấm cái vấn đề mà
kinh rồi đi bát, rồi thành ra bây giờ cái tình trạng, cái tệ nạn mà dạ, nó cũng đỡ nhiều lắm. Chứ hồi đó là nó lan tràn, thậm chí mà đi vô tới trong những cái khách sạn của quốc tế nữa. Đó, đi bát mà đi bát ở trong lực là đối với đi vô trong chợ của là đã cấm à. Còn này đi vô mấy cái khách sạn quốc tế, đi dài dài những cái hiệu buôn luôn kia nọ ha, mà người ta mà có sự chú ý thì nó lại nó xin, nó kêu gọi kêu gọi về để làm chùa, bán nhang, bán đồ đủ thứ ha. Mà nếu mà hơ hỏng một cái thì nó trộm cắp, nó cướp, nó chạy. Rất là nhiều cái vụ đã xảy ra rồi. Rồi nhờ quyết liệt cấm ba cái vấn đề đó ở thành phố rồi này kia nọ đó, một số tỉnh ở Bình Dương rồi này kia nọ, là bây giờ họ quyết liệt họ cấm cái vấn đề mà ăn xin, rồi những cái người mà đi bát hành khất rồi này kia nọ đó ha. Thành ra bây giờ cái tạm thời cái tình hình nó cũng lắng dịu bớt. Chứ khoảng mà 5-7 năm trước đó, thì nó tràn lan khắp các cái tỉnh thành hết. Nó trở thành một cái nghề sống của họ. Rồi có một cái số là đầu nậu chăn dắt nữa. Bắt đầu nó đứng ra, nó về những cái vùng quê đó, nó kêu những cái người nghèo khổ đi lên thành phố. Rồi sáng ra là nó chở nó đi chỗ này ăn xin, hay là đi bát đồ này kia nọ vậy đó ha. Rồi bắt đầu là chiều là nó gom về. Nếu mà có giao nộp cho nó đó thì nó cho ăn cơm đồ này kia nọ, còn mà không có là nó đánh đập thế mồm. Thành ra chúng ta có cái tâm từ, nhưng mà cái từ bi phải thì với trí tuệ, chứ không phải mà cái tâm từ bi của mình mà thiếu trí tuệ thì coi chừng mình sẽ là cái người mà bị người khác, người ta lợi dụng cái lòng tốt của mình, rồi cái sự chân cúng của mình á, nó sẽ không có đem đến những cái kết quả, những cái lợi ích gì hết. Thành ra là trong đời sống bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái giả bây giờ nó rất rất là nhiều, cho nên đó là mình phải vận dụng quan sát trí tuệ để chúng ta làm những cái sự bố thí, những cái thiện pháp cho nó đem đến cái sự lợi ích tốt đẹp. Xin giải thích cái thắc mắc của hành pháp và chúc chủ nhiều sức khỏe, vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, hôm nay con không hiểu là học bài gì, nhưng mà qua câu hỏi của Phan, một cái câu hỏi như vậy này bạch ngài. Ở Vĩnh Lộc thì con thấy có hai vị luôn khoảng 5 giờ, thì bữa đó tình cờ con chạy đi chợ con mới gặp, nhưng mà con thấy mặc đồ giống như là Nam Tông. Mà con biết là ba vị này á, là tu cái chùa khác. Mà thứ nhất á, là khất sĩ, và thứ nhì á, thì không phải khất sĩ. Thì ba người này sẽ giả dạng giống như Nam Tông đi khất thực, mà người ta đặt bát rất là nhiều. Họ vì cái xã Vĩnh Lộc này á, ít có người hiểu lắm, cho nên con mới dừng lại. Con mới nói là mấy vị á, đi như thế này là sai luật, thì con chỉ nói vậy thôi. Nhưng nếu mà con có nói như vậy thì con có phạm luật không? Dạ, con kính thỉnh ngài giảng cho con hiểu ạ.
Rồi bây giờ để tay xuống cũng được. Ngài cứ đưa tay lên, con để xuống cũng được. Sao kỳ vậy nè? Dạ, ngài cứ lấy mít đi. Nam mô Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Thầy giá. À, cái vấn đề mà mình thấy mình biết về cái người đó là những cái người mà giả dạng đó, thấy không? Mà nếu mà mình nói đó, coi chừng nha, nguy hiểm lắm á. Cái tụi đó là cái tụi mà nó không có sợ sệt gì đâu. Rồi á, mình nói mà động chạm đến nó là bắt đầu nó kết quan trái rồi là rất rất là khổ á. Đó, thành ra đó, thôi bây giờ á, cái chuyện á, người ta làm sai, người ta gieo những cái ác bất thiện nghiệp thì người ta gánh. Bây giờ á, cô thấy không? Cái xã hội bây giờ ác pháp là nó đang tăng trưởng, nó nẹt bô, nó rồ ga chứ, mà lợi mà nói nó chém chứ, rồi nó hát karaoke rồi nó la rần rần qua nó đang ăn nhậu mà nó hát nó làm rần rần mà qua mà nói là cũng sanh ra chuyện, cũng gây ra án mạng. Rồi bây giờ những cái tệ nạn nó đầy rẫy nha. Mà mình bây giờ mình thôi, mình thu thúc, mình lo an phận, mình lo tu là chắc ăn nhất. Chứ còn mà buổi chiều mà đi bác mà vô chợ là cái đó là trong lực thì cô cũng biết rồi, trong 75 ưng học pháp Đức Phật đâu có cho phép cái vụ đó. Vậy thì kheo đi bác không có quá 10 giờ 11 giờ. Tại vì đi nhiều lắm là từ 7 giờ tới 8 9 giờ là phải về chùa. Rồi là thọ thực rồi còn tu tập còn ấy này kia nọ. Chiều mà ôm bát mà vô chợ là cái loại đó là nó quá rõ ràng rồi, còn lợi đó mà. Còn mà nói đó là tôi. Có ngày là nó dí cô chạy không kịp á. Thành ra thôi bây giờ á, cái thời mà nó nhiễu nhương, bây giờ mình ráng mình lo, mình thu thúc, mình lo cho bản thân mình. Còn cái chuyện bên ngoài á, mình đừng có xen vô ha. Nó mình biết nó 100% là nó giả rồi đó, nhưng mà cái đám đó là nó đâu còn sợ gì nữa đâu, thấy không? Bây giờ mình nói lên là mọi người biết là nó mất cái nguồn lợi của nó rồi kia nọ đó, là nó kết quan trái rồi, nó tới nó trả thù mình là mệt lắm, hết tu ha. Thôi tốt nhất á là bây giờ mình ráng mình lo thu thúc bản thân mình, mình quay lại mình lo cho chính mình. Còn cái chuyện mà ngài hòa thượng Pháp Lạc ngài nói chứ, nhân nào quả nấy anh ơi, không? Bây giờ họ gây những cái ác pháp thì họ phải gánh lấy cái quả, ha. Chứ mà bây giờ á, mình muốn giúp, mình nhắc nhở người ta, nhưng mà với cái người ngu đó, cái người ngu đó, là chẳng những nó không có nghe mà nó còn quay lại, nó kết quan trái, nó hại mình nữa, ha. Thành ra thôi tốt nhất là mình không thấy, không nghe, không biết chắc ăn. Ha. Kệ nó, người ta nói gì người ta nói. Bây giờ mình an phận, mình lo tu, mình không biết gì cho nó kệ nó. Thôi kệ, vậy đi. Chứ giờ mà mình nói ra nhiều cái là nó nguy hiểm, nó tổn hại cho bản thân mình, rồi không có đem đến cái lợi lạc gì, mà rồi còn khổ mình hết cái khó khăn trong cái vấn đề mà tu tập nữa. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Tề Duyên. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Ta Giá.
Dạ, sa thú lần thai. Dạ, con kính tri ân ngài. À, nhưng mà nếu mà nói như mình vậy, cứ sợ vậy, thì trong cái giáo hội thì sẽ mang tiếng rất nhiều, vì có rất nhiều người họ không hiểu biết. Nếu mình không lên tiếng thì trong cái giáo hội của Nam Tông sẽ mang tiếng rất nhiều. Con thì con cứ nghĩ đơn giản vậy, con nghĩ là mấy người này nếu mà mượn áo lên thì chắc không có nên đến nỗi mà khi mà con nói như vậy thì họ cứ cúi mặt họ đi thôi. Thì con rất là tri ân ngài. Nhưng mà theo như vậy thì nó cũng đỡ đi phần nào, theo con nghĩ vậy. Thì nó có tích cực hơn không bạn ngài? Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì cái vấn đề đó đó, cái vấn đề đó mình đừng có lo, không phải trách nhiệm của mình đâu. Bây giờ là có nhiều địa phương, cái bên chính quyền địa phương hay là mặt trận á, người ta đã thông báo với các chùa rồi. Thành ra bây giờ đó là mấy ông sư mà thiệt rất ít là khi mà đi khất thực. Tại vì muốn đi khất thực là phải thông báo với bên mặt trận, ban tôn giáo của chính quyền địa phương, rồi người ta cho phép đi. Còn nếu mà những cái ông mà giả mà đi đó thì bây giờ có nhiều khi địa phương người ta lu mu bận rộn công việc, người ta không ấy. Nhưng mà khi mà có nhiều người nói, có nhiều người nói rồi, nếu mà cái bên mặt trận hay là bên tôn giáo của địa phương đó, người ta để ý đó, thì có ngày ta mời về. Ta mời về trên bên chỗ mặt trận rồi người ta hỏi giấy tờ. Nếu mà giả dạng thì đâu có giấy tờ vậy. Bắt đầu người ta sẽ lột y, rồi người ta đưa ra vô những cái nơi mà để ấy, để mà thanh lọc lại, thấy không? Thành ra đó cái vấn đề đó là mình đừng có lo. Chính quyền người ta sẽ có bổn phận người ta thanh lọc cái đám giả dạng đó. Thành ra hồi trước là sư cũng thỉnh thoảng cũng có giữ truyền thống một tháng đi hai ngày, cái ngày rằm với ngày 29 hoặc 30, nhưng mà đi đi một đoạn đường thôi rồi về chùa, lúc mà còn khỏe, còn ở chùa Pháp Bảo á. Rồi cái sau này bắt đầu cái số mà giả dạng nó quá trời nhiều á, thì ở ở phường người ta mới thông báo là nếu mà mấy sư mà có đi á thì phải thông báo xin phép với bên mặt trận của phường này kia. Nhưng mà mình thấy thôi, bây giờ mà sáng mà đi qua mà xin phép ở bên phường đồ này kia nọ đó thì thôi, để ở nhà mình công quả tốt hơn. Chứ giờ mình sáng mà mình qua bên phường mình gặp bên mặt trận rồi ban tôn giáo rồi mình xin phép rồi này kia nọ đó, chắc cũng hết 8-9 giờ rồi, còn đi gì nữa. Thì thôi, bây giờ tốt nhất là mình ở chùa mình tu, mình làm công quả nó còn có lợi ích hơn. Còn bây giờ cái đám giả mà nó nhiều quá là thôi kệ ha. Giờ cái đó, chuyện đó là chuyện của bên chính quyền, người ta sẽ chịu trách nhiệm để thanh lọc cái đám giả dạng. Còn mình lo cái bổn phận mình tu thôi. Đó, thành ra Đức Phật nói mình ở trong cái lĩnh vực cái giới dứt của mình, mình đừng có vượt qua cái giới dứt, cái lĩnh vực của mình. Cái lĩnh vực của mình là tu hành ha, giới định tuệ là được rồi. Còn cái chuyện mà thanh lọc đóng góp cho xã hội để mà
được tốt đẹp hơn gì đó ha, là có cái nhiệm vụ của người khác. À, thành ra mình cứ cái mình cũng có thể nhắc nhở, nhưng mà nhớ lời Đức Phật dạy, khi mà mình nhắc nhở, mình giúp đỡ cho người ta đó thì phải đúng người, à, đúng thời, đúng lúc, và cái người mà người ta có cái người ta sẵn sàng lắng nghe, ta tiếp thu, thì mình mới góp ý, mình sửa sai, mình giúp đỡ cho người ta được. Không? Còn với cái người mà cái tâm mà nó chấp thủ, à, nó hiềm hận, mà mình lợi với mình nói nó, mình góp ý cho nó thì coi chừng nó phản tác dụng. À, đó, thành ra đó, nhớ là cái thời nào cũng vậy. Không phải thời buổi hiện nay không, mà cái thời buổi hiện nay thì nó rất là nhiều. Chứ những cái thời trước cũng có cái số giả dạng, à, giả dạng, nhưng mà nó ít thôi. À, từ lúc mà bắt đầu cái đời sống xã hội vật chất đồ nó mở ra ha, thì bắt đầu cái số mà giả thì nó cũng nhiều. À, hồi kia khổ quá, đói lên đói xuống, ở chùa mà ăn còn không có ăn nữa, à, xã hội khổ khắc á, thì cái số giả nó không có nhiều. Còn bây giờ á, là bắt đầu cái xã hội, cái trào lưu vật chất nó phủ phê đầy đủ, à, rồi bắt đầu á, là cái sự tu hành dân cúng ở chùa thì người ta dân cúng cũng nhiều, rồi bắt đầu người ta, à, có lòng từ bi bác ái, người ta cúng dường rồi kia nọ đó, thì bắt đầu là cái đám mà giả dạng nó lại bùng phát mạnh mẽ. Thành ra mình phải biết cái thời cuộc nó là như vậy đó. Thành ra mình chỉ an ổn, mình lo mình tu, mình thu thúc, mình lo mình tu thôi. Còn những cái trách nhiệm khác là của chính quyền, à, thì người ta sẽ lo cái vấn đề đó. À, khi đặt bác được phép hội pháp không ha, thì đúng ra là khi mà chư tăng mà đi bác đó thì không có được nói pháp. À, nhưng mà thí dụ như đó, mình chỉ nói ngắn gọn gì đó, rồi mình khuyên cái vị mà thí chủ đó, nếu mà muốn tìm hiểu Phật pháp thì hãy đến chùa ha. Tại vì khi mà mình đi bát thì cái ở ngoài đường nó ồn ào, à, rồi nhiều người qua lại thế này thế khác ha. Cho nên đó là cái vấn đề mà nói pháp, Đức Phật nói là phải nói cho nó đúng chỗ, đúng nơi, tức là phải nói ở trong cái pháp đường, ở trong chánh điện ha, rồi nói phải hợp thời, à, cái thời đó là cái thời thuyết pháp, à, thì mình mới nói ha. Rồi á, những cái vị mà nói pháp á, là cũng phải tôn kính pháp ha. Rồi cái người mà nghe đó thì cũng phải có sự chú tâm, à, sự tôn lắng nghe, à, giáo pháp. Chứ còn bây giờ á, người ta hỏi ở ngoài đường nó ồn ào ha, rồi nó không có sự chú tâm, thì mình nói pháp như vậy nó không có lợi ích và không có sự tôn kính pháp. Cho nên là những cái điều này đó thì Đức Phật đã chế định ở trong 75 ưng học pháp rồi. Còn cái trường hợp cũng có những cái trường hợp ngoại lệ. À, tại sao mà cái trường hợp mà khi mà Đức Thế Tôn đang trì bệnh khất thực mà ông Bà Hí Giá ổng cố nài nỉ, à, và Đức Phật đã thuyết pháp, vì Đức Phật quan sát thấy rằng á, cận tử nghiệp nó đang đến với ông này. Nếu mà bây giờ giữ đúng cái giới luật thì ông này sẽ chết mà không có đạt đến thánh đạo thánh quả. Cho nên là cái trường hợp ngoại lệ
ngoại lệ, vì cái ông này sắp chết rồi. À, ông này nếu mà không nói ngay lúc này thì ông này sẽ không có đạt đến cái lợi ích tốt đẹp, bỏ qua cái đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên á, trường hợp ngoại lệ Đức Phật mới thuyết pháp cho ông Bà Hí Giá. À, chứ còn ở trong 75 ân học pháp thì Đức Phật đã quy định là nói pháp thì phải có sự tôn kính pháp, rồi phải nói đúng lúc, đúng thời, à, đúng nơi, đúng chỗ. À, cái những cái vị mà nghe pháp thì cũng phải có sự tôn kính pháp, à, phải chú tâm lắng nghe. À, chứ còn không phải bây giờ thì thấy có nhiều lúc nhưng mà mình cũng dám nói. Là sao? À, đi trên xe, đi những cái đoàn hành hương á, rồi mở những cái băng thuyết pháp, thuyết giảng lên, có ai nghe đâu. Trời đất ơi, mấy bà đi ở trên xe, nó bà nói chuyện rần, có ai chú tâm lắng nghe đâu mà mở. Thành ra đó, thành ra có những lúc chúng ta phải hiểu biết, à, mình nghe pháp đúng cái thời, tức là lúc đó mình bỏ hết những cái công việc, mình có sự chú tâm vào cái vấn đề nghe pháp, ha, đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ. Và chúng ta phải, à, có sự tôn kính pháp về cái người thuyết cũng như là những cái người lắng nghe, thì như vậy mới đem đến cái lợi ích, ha. Còn ở cái chỗ ồn ào rồi giữa phố thị, à, này kia nọ mà đứng đó mà thuyết pháp rồi, à, nó không có đem đến cái lợi ích. Thì xin giải thích cái thắc mắc của hành pháp và chúc nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú là, à, chúng con xin kính tri ân sư đã chia sẻ cho chúng con ạ. Dạ thưa sư, cho con xin được hỏi cái trong cái bài pháp ngày hôm nay đó thưa sư, thì con thấy Đức Phật nói là phải cộng chú mới biết được giới đức của một người, thì cái này thì con cũng hiểu vì là sư cũng đã giảng. Nhưng mà cái vấn đề là trong thời gian bất hạnh mới biết được sự trung kiên của một người, phải cùng chung một nghề mới biết được sự thanh tịnh của một người. Dạ con xin sư chia sẻ thêm cho con về hai cái vấn đề này để cho chúng con được hiểu thêm được không thưa sư? Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Thì nói về cái đó là thí dụ như bây giờ một cái người mà mình muốn đi học cái một cái nghề nghiệp nào đó, thấy không? Thì bây giờ mình vô trong thời gian đầu mình phải quan sát, mình coi cái ông này á, ổng nói là cái tay nghề ổng nói như vậy đó, cái phương pháp của ổng như vậy đó, à, mình coi đúng không, ha. Ổng sử dụng những cái vật chất nó có tốt hay không, ha. À, nhiều khi ổng có những cái mưu mẹo để mà che giấu cái vấn đề đó, ha. Thành ra đó, thành ra mình đi học nghề cũng vậy, à, mình phải học. Nếu mà mình học mà nó pha chế đủ, ha, nó làm ra những cái đồ giả thì sao, nguy hiểm, à, nguy hiểm. À, lúc đầu người ta không phát hiện, người ta không biết, mình lừa gạt người ta được một hai lần thôi, chứ mà mấy khi lúc sau mà ta phát hiện được, à, mình buôn bán mình ấy cái đồ giả không, là nó sẽ nguy hại đến cái đời sống, cái cuộc đời của mình, ha. Thành ra đó,
mình đi học nghề, học nghiệp cũng vậy đó, thì mình cũng phải xem xét, phải biết cái người này họ hành nghề có chân chánh hay không, có đúng đắn hay không, hay là nó làm ba chế tác ba cái đồ giả mạo rồi ông dạy cho mình cái cách thức để làm tầm bậy tầm bạ thì nó nguy hiểm. Cho nên đó là trong cái vấn đề mà tu tập cũng vậy ha, phải tìm hiểu cho cặn kẽ cái vị thầy có chính chắn ha, đi trên cái đường chân chánh để đi đến giải thoát. Còn mà nếu mà học nghề học nghiệp thì cũng phải học những cái vị mà làm nghề một cách với cái tâm chân chánh, không có chế tác rồi làm những đồ giả thế này thế khác thì sẽ đem đến cái điều tai hại trong cái đời sống của mình. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Pháp Nguồn Lào Cai. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, tha giá. Dạ, sa thứ ạ. Chắc là cái từ mà làm cho một nghề mới biết được sự thanh tịnh của một người thì là có nghĩa là cái nghề này là họ, nếu mà mình muốn là xem nó có tránh mạng hay không thì là mình phải làm chung với họ thì mới biết được là nó có thanh tịnh hay không. Thanh tịnh ở đây là làm đúng đắn đó, thưa sư vừa giảng cho con. Dạ vâng, con xin cảm ơn tri ân sư ạ. Con xin được dâng mic lên đạo tràng còn 10 phút nữa. Mong đạo tràng giơ tay xin đặt câu hỏi nhé. Con xin được đâng mic lên đạo tràng. Còn có ít thời gian nữa, con tranh thủ xin được một câu hỏi cuối ạ. Bởi vì là đạo tràng con không thấy ai giơ tay mà còn thời gian nó cũng rất là ít, con xin phép được đặt câu hỏi. Thưa sư, nếu như mà như những người bị lừa về cái vấn đề tiền bạc hay là về cái vấn đề khác trong xã hội như là mất của hay này kia thì cái đấy thì con nghĩ là nó cũng chỉ là một phần rất là nhẹ thôi, nhưng mà nếu như mà đi sai những cái con đường tu tập chẳng hạn thì lỡ mà theo những vị nào dạy mà theo tư kiến của vị đấy hoặc là vị sai lệch đi theo những cái bà la môn này về cái vấn đề giới cấm thủ này kia thì như sư nói là sẽ bị đau khổ nhiều đời nhiều kiếp thì con xin sư cho con được hỏi là nếu như mà mình đi sai như vậy thì mà nếu như mà mình biết hướng đến kịp thời á, thưa sư, thì có đỡ được không hay là mình vẫn cứ bị như kiểu là bị cái quả về kiếp sau nữa, thưa sư. Con xin được hỏi như vậy, sư có hiểu ý của con hỏi không? Dạ con xin được dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì khi mà mình biết mình sai thì mình sửa, ha. Ví dụ như bây giờ cái trường hợp mà mình lỡ mình bị người ta
lừa gạt về vấn đề vật chất thì thôi, cái chuyện đó nó không sao. À, vật chất mà lỡ ấy rồi mình tìm lại được. Nhưng mà nếu mà cái niềm tin mình mà bị người ta gạt đó, thì mình phải sáng suốt. À, mình phải sáng suốt, mình từ bỏ, thấy không? Chứ mình đừng có nhắm mắt thôi, hồi đó giờ lỡ theo cái ông này, lỡ tôn ông là thầy rồi, bây giờ trọn đời kiếp này mình phải theo ông có ha. Đừng có chấp thủ vậy. Trong cái đời sống chúng ta học hỏi, chúng ta phải có cái sự trí tuệ để mà phân biệt được cái đúng cái sai, cái điều nào là chân chánh, cái điều nào là phi chân ha. Đó, để mình tìm hiểu xong rồi đó, mình phải có cái sự sửa đổi cái vấn đề mà cải chánh tri kiến ha. Trong cái thập hạnh phúc đó, cái cải chánh tri kiến nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà chúng ta mà không kịp thời chấn chỉnh, sửa đổi những cái mê lầm, lệch lạc, tà kiến trong cái đời sống hiện tại này đó, thì nhiều kiếp sống tương lai mình sẽ còn trôi lăn trong cái vòng quay của vô minh, si mê, phiền não đó. Cho nên là cái vấn đề mà kịp thời để mà sửa đổi cái tri kiến của mình nó rất là quan trọng ha. Cho nên là ta nói sao, quay đầu là bờ, thấy không? Bây giờ hồi đó giờ mình lệch lạc rồi, bây giờ mình biết cái mình thấy được cái đèn hải đăng là bờ. Bây giờ mình đừng có mê lầm mà đi theo cái người kia, ai đi đâu đi, tôi bây giờ tôi thấy được cái đèn rồi thì tôi đi theo cái hướng đèn đó thôi ha. Thì mình sẽ đi vào tới cái bờ nó an ổn. Còn vấn đề mà người ta không có chịu đi, ta thích đi theo cái hướng của ta thì cái quyền của ta, mình đừng có níu kéo ai đó. Nhưng mà mình phải lựa chọn cái con đường đi của chính mình ha. Nó rất là quan trọng cái chỗ đó, đó. Thành ra đó, trong cái thập hạnh phúc thì khi mà trong cái đời sống hiện tại này, nếu mà mình may mắn mình đã gặp được chánh pháp, thì bây giờ mình cứ đi theo con đường của mình, thấy không? Thì cái trường hợp mà ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Quyền Liên đó, trở lại kêu ông thầy của mình đó, đi từ bỏ cái con đường sái quấy lệch lạc để đi đến gặp Đức Thế Tôn để mà tu tập, thấy không? Thì ông ta vì cái sự chấp thủ, ta đâu có chịu. Bây giờ có được cái hội chúng như thế này, được sự tôn trọng, được lợi lạc, được dân cúng, mà bây giờ đi từ bỏ rồi đi đến gặp Đức Phật rồi xuất gia trở lại làm đệ tử Đức Phật đó. Tại vì cái sự chấp thủ vào cái danh vọng địa vị rồi lợi lạc, ông ta đâu có chịu đâu, thấy không? Thì hai ngày khuyên nhủ không được, thì bây giờ ông thôi, ông muốn vậy thì để ông ở lại đó. Giờ tụi tôi phải đi, hai vị đã đi đến gặp Đức Phật và đã xuất gia trở thành hai vị thượng thủ thinh văn, thấy không? Thành ra đó, cái vấn đề mà mình đã xác quyết cái con đường đi đúng đắn, chân chánh, thì mình phải nỗ lực mình đi ha. Còn người khác đi không đi là quyền của họ, không quan trọng. Quan trọng là mình đi đúng cái con đường để đạt đến cái điều lợi ích cao thượng tốt đẹp. Nó là cái điều quan trọng. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Nguồn Lào Cai. Thời gian đến đây thì cũng vừa phải lẽ. Giờ mời cô sám hối tâm bảo, sau đó thì xin tại mặt kia tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Dạy phước báo hôm nay kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ra ngang.
Chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi thiên tai dịch họa, khổ đau. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, gia thứ ạ. Chúng con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi chất giảng buổi pháp ngày hôm nay để đạo tràng chúng con có được nhiều sự lợi ích an vui dài lâu ạ. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp ạ. Sau đây con Pháp Môn Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng tụng sám hối tam bảo và thỉnh sư Pháp Thanh tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, con xin phép được tụng sám hối tam bảo. Út ta măng ghê na quần đề hằng bà đa băng sùng hoa rút ta măng út thề dô khá lê tổ đồ sô út thô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghe na quan đề hằng, thầm mạnh cha đô vi thằng qua rằng, thầm mê yo kha li tô đô sô, thầm mô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy con. Út ta măng về na quan đề hằng sằng khanh cha đô vi thô ta măng sằng khê yô kha li tô đô sô sằng khô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo ấy cho con.